Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 1 của tiểu thuyết Dây Oan, tác giả Hồ Biểu Chánh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thầy hay tin ấy thì thầy ngẩn ngơ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô đàn phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội đại ác ấy. Bởi vì theo lẽ trời cũng như theo luật người, hễ có vay thì phải trả, không trốn đâu cho khỏi được. Mà cái tội ác của cô đàn phạm đây gốc ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhóm bếp lửa tình trong lòng cô. Mình làm cho cô cuồng tâm loạn trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa, nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Nên ấy vậy, tội của cô làm cũng là tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái ốc khiến. Bây giờ ra trả nợ oan trái ấy, há mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết gánh vác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô không ai hiểu thấu, nhưng mà dầu người ta không hiểu, chứ trời đất há không biết hay sao? Cái nợ oan trái này mình không thể trốn đâu cho khỏi, trước sau gì mình cũng phải trả phức cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình hủy cái kiếp lao đao này thì hoặc may kiếp sau mình mới được hoan lạc. Một buổi sớm mơi ở chợ Vĩnh Long, bạn hàng nhóm buôn bán đông dày dày, còn các nẻo đường trong châu thành thì thiên hạ lại qua nườm nượp. Thầy Phan Thanh Nhãn làm thông ngôn tại tòa án, miệng ngậm một điếu thuốc, tay xách một cây dù cán tre, thủng thẳng đi lên tòa mà làm việc. Thầy đi dọc theo lề đường, mắt ngó ngay trước mặt mà bước, không để ý đến những kẻ qua người lại. Thầy trạc chừng 26 tuổi, mình mặc một áo xuyến đen, một cái quần tay ông rộng, đầu đội nón trắng, chân mang giày vàng, y phục theo như những thầy thông cách 25 năm về trước, chứ không phải chân diện sắc sảo chi đó. Nhưng mà bộ tướng thầy mạnh mẽ, gương mặt thầy nghiêm trang, nước da ngăm ngăm, cặp mắt quyết đoán, nên kẻ quen hay người lạ, ai thấy thầy cũng khó mà dám nói những lời dẻo cợt. Thầy chậm rãi đi trước, ở phía sau có một cô tuổi chừng 24 hoặc 25 xăm xăm đi riết theo. Cô này mặc một cái quần lụa trắng với một cái áo tố đen lót màu bông phấn, đầu choàng hầu một cái khăn màu trứng gà đã kết ren, chân mang một đôi giày nhung đỏ thêu kim tuyến. Dốc cô dong dãy, tướng cô yểu điệu, hai hàm răng cô nhỏ rớt, nước da mặt cô trắng đỏ. Cô cũng thuộc hạng đàn bà đẹp, nhưng mà cái đẹp của cô có lộn cái vẻ buồn. Cô vừa đi vừa chúng chím cười, song nếu ngó kỹ thì ác thấy nụ cười có chút đỉnh cay đắng. Chừng cô đi theo kịp thầy rồi, cô dây qua ngó thầy mà nói rằng: "Anh hai, giữ hôn, mấy năm nay mới thấy mặt anh đó." Cô nói có mấy lời, rồi cô đứng nhìn thầy trân trân, hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Nhãn nghe kêu thì thầy dây qua. Thầy thấy cô nọ, coi bộ thầy bỡ ngỡ, nên thầy đứng khựng lại mà mặt thầy biến sắc. Thầy ngó cô rồi hỏi rằng: "Cô hai phải hôn?" Cô lấy chéo khăn, vừa lau nước mắt, vừa nói rằng: "Em đây chứ ai. Anh nó quên em hay sao? Hồi nãy em đứng trong tiệm dưới đường mé sông á, em thấy anh đi ngang, xong không biết có phải là anh hay không, nên em đi theo đến đây. Mấy năm nay á, làm giống gì mà anh biệt tích vậy? Để em trông đợi dữ quá. Bây giờ anh làm việc ở đâu?" Thầy châu mày dụ dựng một hồi rồi đáp rằng: "Từ năm thi đậu tới nay á, tôi làm việc tòa trên Sài Gòn chứ đâu." "Trời ơi, em có đi Sài Gòn mấy lần á, vậy mà em có về ở đâu mà kiếm? Anh á thiệt là vô tình quá, sao không gửi thư từ gì hết vậy?" "Gửi thư biết nói chuyện gì, gửi cho ai?" "Gửi cho em." "Cô có chồng á mà gửi cho cô sao được?" "Giữ hôn, gửi thư thăm em á, nói làm việc gì, ở chỗ nào cho em biết, vậy mà hại gì hay sao? Bây giờ anh ở đâu mà đi đây?" "Bây giờ tôi được quan trên đổi làm việc tại tòa đây." "Mày giữ hôn, té ra bây giờ anh về đây. Mà anh về đây từ hồi nào tới giờ?" "Gần một tháng rồi."
Vậy mà không thèm xuống ngã tư chơi chứ? Thầy cười gằn, cúi mặt ngó dưới đất mà đáp rằng: Xuống ngã tư mà làm gì? Vui vẻ gì nên lết xuống đó mà chơi. Anh muốn buồn thì buồn, anh muốn vui thì vui. Buồn hay vui là tại nơi ý anh, chứ có phải tại ai đâu. Cũng có tại người khác nữa chứ. Cô nghe mấy lời đáp, sau đó thì cô ứa nước mắt. Cô liếc ngó thầy rồi hỏi rằng: Mấy năm nay anh đã có vợ có con rồi chưa? Thầy ngước mắt ngó ngay cô mà đáp sảng sớm rằng: Cô hỏi tới chuyện đó làm gì? Tôi có phải như người ta thề bữa trước quên bữa sau vậy đâu. Té ra mấy năm nay anh chưa cưới vợ sao? Vợ là cái gì? Cũng một thứ đàn bà như các đàn bà khác. Rất đổi họ có thề thốt nặng nề kia mà họ còn không ra gì. Cưới người khác mà tình nghĩa gì? Vậy anh về đây mà anh dọn phố ở riêng hay là ở với ai? Cô hỏi chi vậy? Em muốn lại nhà thăm anh chơi. Thôi, gặp đây cũng đủ rồi, thăm non làm chi? Em muốn lại nhà đang nói chuyện riêng với anh một chút. Thầy châu mày lắc đầu, lập tức nghiêm mặt mà nói rằng: Tôi với cô còn chuyện gì nữa đâu mà phải nói. Tôi tưởng tôi với cô chẳng nên nhìn nhau nữa. Dẫu có gặp nhau cũng phải lãng tránh thì hay hơn. Em coi ý anh phiền lắm, nên em cần phải nói chuyện cho anh nghe. Dẫu anh có thương hay là ghét cũng vậy. Xin anh làm ơn chỉ nhà cho em biết. Đặng trưa tan hậu em lại thăm anh một chút. Thầy cười một cách rất cay đắng mà đáp rằng: Tôi bây giờ chẳng phải như ngày xưa. Tôi không nhà không cửa, không vợ không con. Tôi không muốn nói chuyện với đàn bà, mà cũng không muốn nghe đàn bà nói chuyện. Xin cô chớ phiền. Tại đời làm tánh ý tôi trở ra như vậy đó. Tới giờ hậu rồi. Thôi, tôi xin cứu cô đặng tôi đi làm việc. Chúc cho cô mạnh giỏi luôn. Thầy giở nón chào cô rồi dứt mà đi. Cô lên đứng trên lề đường mà ngó theo, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Kẻ qua người lại, ai thấy sắc cô buồn thảm cũng ngó cô. Song cô không thèm kể đến thiên hạ. Cô này tên là Lý Thị Đằng. Cô vốn là con gái Hương Cả Trang ở gần chợ Ngã Tư, và cô là vợ của một người khách Triều Châu tên là Bành Nghiệp, làm phó ban trưởng, có tiệm buôn bán hàng sáng tại chợ Ngã Tư, lại có ruộng đất được gần 50 mẫu. Cô với thầy Nhãn gặp nhau mà đối đãi với nhau. Kẻ quyến luyến, người lãnh đạm như vậy thì ai cũng đều hiểu, hai người hồi trước chắc là có nhân duyên với nhau làm sao đó, rồi bị cảnh ngộ chẳng may nó phân rẽ mỗi người một nơi. Nên hôm nay mới có kẻ mừng người giận, mới có tiếng yêu lộn với lời oán. Thiệt như vậy, chuyện cô Đàn với thầy Nhãn quen biết nhau là một chuyện bi tình, nghĩ cũng giống như các chuyện tình khác. Song chuyện này có một cuộc hiệp tan đau đớn, làm cho gái uất ức, trai phiền hà. Số là cô Đàn sanh trong một nhà đủ ăn, chớ không giàu mà cũng không nghèo gì lắm. Năm cô được 15 tuổi thì bà thân của cô mất. Ông thân của cô là ông Hương Cả Trang. Cũng như mấy ông hương chức khác trong làng, cũng có học chữ nho lem nhem, cũng biết nhân nghĩa sơ sài, song không có kiến thức rộng, không có thái độ cao. Vợ chết mới vài tháng thì ông cưới thị Liêu ở dưới Cái Nhung, đặng có người nội trợ. Cô Đàn đã trọng rồi mà cô lại có tánh đa tình đa cảm. Cô cứ thương nhớ mẹ hoài, thế thì cô không làm sao mà yêu mẹ ghẻ cho được. Còn thị Liêu là người không có giáo dục, thiếu tư cách làm người lớn, thế thì cũng không làm sao mà thu phục con riêng của chồng. Tại như vậy nên mẹ ghẻ con ghẻ ở trong nhà cứ rầy rà với nhau hoài. Ông Hương Cả Trang lấy làm bối rối hết sức. Binh con thì vợ giận, mà binh vợ thì con phiền. Ông không biết liệu lẽ nào cho yên trong nhà. Ông có một người em nhà chú có chồng làm cai lục lộ ở trên Vĩnh Long. Một bữa nọ ông lên thăm, ông than phiền việc nhà. Vợ chú cai lục lộ mới khuyên ông đem cô Đàn lên gửi cho thím đôi giùm, tự nhiên trong nhà sẽ hết rầy rà nữa. Ông Hương Cả nghĩ cái trước đó rất hay, ông mới đem cô Đàn lên Vĩnh Long mà gửi. Lên Vĩnh Long, cô Đàn đi chợ, đi mua đồ hàng ngày. Cô mới có dịp gặp rồi làm quen với Phan Thanh Nhãn, là một người trai mồ côi mẹ, nhờ một bà quá chồng mà có lòng từ thiện đem về nuôi và cho đi học tại trường tỉnh. Lúc nhỏ Nhãn với Đàn quen với nhau là quen như anh em vậy thôi. Lần lần ít năm sau,
Nhãn thi đậu vào trường trung đẳng học Mỹ Tho rồi, thì cái tình ấy đổi ra làm cái tình chân ái. Hai trẻ thề nguyện kết tóc trăm năm với nhau. Nhãn tự quyết thế nào hễ học thành công rồi thì cũng cưới Đàn làm vợ. Còn Đàn cũng tự nguyện sẽ giữ lòng thờ Nhãn trọn đời, dầu ai sang giàu đến bậc nào cũng không chuộng. Nhãn học còn có một năm nữa thì ra trường, lại xảy ra chuyện làm cho căn duyên lỡ dở. Năm ấy Đàn đã được 20 tuổi rồi. Tuy cũng còn ở với cô, sau một vài tháng thì về ngã tư thăm cha một lần. Lúc này khách bành nghiệp quá vợ, thấy Đàn có sắc thì phải lòng, nên cậy mai nói với Hương Cả Trang mà xin cưới. Hương Cả hỏi dò ý con thì Đàn không ưng. Bành nghiệp biết ý Hương Cả hay nghe lời vợ, bèn theo năn nỉ với Thị Liêu xin làm mai tây trong, hứa rằng nếu giúp lời cho Hương Cả chịu gả thì anh ta sẽ đi lễ cưới 500 đồng bạc, lại đền ơn riêng cho Thị Liêu 200 đồng nữa. Thị Liêu nghe hơi bạc thì ham, nên ngày đêm theo suối dục chồng, cứ khen Bành nghiệp tánh nết thật thà, cứ khoe Bành nghiệp gia tài đồ sộ. Hương Cả sợ mất lòng vợ mà nghĩ duyên phận của con được như vậy cũng là hạnh phúc. Ông bèn lên Vĩnh Long nói với em của mình đặng đem con về nhà gả lấy chồng. Thiếm Cai Lục Lộ nghe Bành nghiệp giàu có, thiếm cũng ham, nên thiếm đồng tình với vợ chồng Hương Cả mà rúng ép cô Đặng. Cô Đặng khóc lóc không ưng Bành nghiệp, cha bởi thì khuyên dỗ, bởi thì rầy la, cứ theo ép uổng hoài. Túng thế, cô phải khai thiệt, cô đã nặng lời thề nguyện với Nhãn, nên cô không thể lấy chồng nào khác hơn Nhãn được. Hương Cả Trang bổn tánh quê mùa thấp thỏi, chỉ biết trọng tiền bạc, chứ không biết trọng tình nghĩa. Ông không thèm kể tâm sự của con, ông nghe theo lời vợ mà gả nhào con cho Bành nghiệp. Cô Đàn vẫn là gái ít học, tuy cô thương Nhãn, tuy cô trọng Nhãn, song cô cũng còn ở trong chế độ gia đình. Cô không có thái độ quả quyết, cô không có nghị lực tự cường mà dám giải thoát sợi dây luân lý, hay là dám kháng cự mạng lệnh cha mẹ. Bởi vậy cô khóc nhéo nháo rồi viết thư gửi mà phân trần việc mình cho Nhãn hay, và hỏi Nhãn coi phải liệu lẽ nào. Cô đợi hoài mà không thấy thư Nhãn trả lời, cô buồn rầu hết sức. Đến ngày chồng cưới, cô cũng phải ríu ríu mà đi về nhà chồng như các cô gái khác. Từ ấy về sau, Nhãn với Đàn không gặp mặt nhau nữa, mà cũng không có tin tức cho nhau. Đàn có chồng đã 5 năm rồi mới gặp lại Nhãn hồi sớm mơ này, đó là lần gặp lần thứ nhất. Còn thầy Phan Thanh Nhãn thì thầy bị uất về tình, nên mấy năm nay thầy chán ngán thế thái nhân tâm. Thầy phiền, thầy oán hết thảy đàn bà. Chẳng những là thầy không chịu gần, mà thầy cũng chẳng muốn ngó một người đàn bà nào hết. Thầy cho là đoàn phụ nữ là đoàn giả dối. Thầy quyết chí độc thân đơn lập cuộc đời. Ban ngày đi làm việc thì lo cho tròn chức nghiệp, ban đêm rảnh thì học chữ nho và tập đờn cầm. Thầy lập tâm ở một mình mà vui thú phong lưu. Thầy nhất định xa phụ nữ đặng khỏi mang tình giả. Nhờ cách cư xử như vậy mà mấy năm nay trí thầy rất yên ổn, lòng thầy thảnh thơi. Buổi sớm mơ này, tình cờ thầy gặp cô Đàn, người mà thầy nhất định không thèm để ý đến, mà lại còn gặp gỡ làm chi. Thầy nói cùng quằn rồi dứt chuyện mà lánh phức cô cho rảnh, mà vô tòa làm việc. Hình như dạng của cô cứ giỡn dơ trước mắt, những lời cô nói cứ gian giảng bên tai hoài, làm cho trí thầy xao động, không bình tĩnh như xưa nữa. Đến 11 giờ tan hầu, thầy đi về nhà. Ở dãy phố dưới cầu lầu, ra khỏi cửa thầy ngó quanh quất, rồi chậm rãi mà đi. Về tới nhà, thầy thấy cửa khép, thầy mới xô cửa mà vô. Cô Đàn đứng chần ngần dưới bếp mà coi người nấu ăn dọn cơm. Thấy thầy thì thầy chưng hửng, thầy giấu tay khép cánh cửa lại mà đi thẳng vô buồng thay đồ, miệng chúng chím cười. Cái tánh tình của con người thiệt là khó dò. Hồi sớm mơi thầy không chịu chỉ nhà cho cô là ý thầy không muốn cô lân la tới lui, mà bây giờ thầy thấy cô đứng trong nhà thì lòng thầy lại phơi phới, mặt có sắc hơn hoang. Thay đồ rồi bước ra, thầy thấy cô đương dọn cái bàn ăn để gần cửa xuống nhà bếp thì thầy hỏi rằng:
Sao cô biết nhà tôi ở đây mà cô lại? Cô liếc mắt ngó thầy, miệng cười ngõn ngoẻn mà đáp rằng: Anh nó không chịu chỉ mà em tìm cũng ra. Ai chỉ cho cô đó? Em hỏi thăm mấy chú lính gác đường. Mấy chú đó thầy lay quá. Bây giờ anh giận lay tới mấy người làm ơn cho em nữa hay sao? Tôi giận là tôi giận ai, chứ mấy người ấy có lỗi chi với tôi đâu mà tôi giận. Anh giận em thì nói ngay ra, nói xa nói gần làm chi? Tại sao anh giận em đến nỗi không muốn em tới nhà? Đâu, anh nói cho em nghe thử coi. Việc đó cô biết nhiều hơn tôi nữa, sao cô lại hỏi tôi? Em biết lắm chứ, em biết em phải giận anh, mà em không giận, sao anh lại trở ra giận em? Cô nói nghe trái đời quá. Em nói phải lắm, chứ cô trái đời đâu. Người nấu ăn bưng mâm cơm lên, cô đàn tuy là khách, xong cô tiếp dọn đồ ăn để trên bàn, rồi cô ngồi trước, so đũa và nói rằng: Hồi sớm mơi em kiếm được nhà rồi, em biểu anh nấu ăn mua thêm thịt cá, đặng nấu cho em ăn nữa. Anh có giận em, xin anh cũng để cho em ăn cơm với ngang hôn. Thầy chúng chím cười, rồi ngồi ngang mặt mà ăn cơm với cô. Sắc mặt thầy có vẻ lo nhiều, còn cô thì một lát, cô ngó thầy, dường như cô muốn nói chuyện gì, mà thấy bộ thầy ngẩn ngơ tư lự, nên cô không nói. Ăn cơm rồi, ngậm một điếu thuốc đi qua đi lại một hồi lâu, mà không nói tới cô. Thình lình, thầy dùng hỏi cô rằng: Hồi nãy cô nói quấy là tôi quấy, còn cô thì phải lắm. Cô đã thề nguyện với tôi, rồi cô bội ước, bỏ tôi mà đi lấy chồng khác. Cô ở với tôi như vậy đó, cô phải lắm hả? Em đã bội ước mà phải nổi gì? Nhưng mà em bội ước đó là tại nơi anh. Lẽ thì em phải giận anh mới đúng, chứ sao anh trở lại giận em? Tại tôi là sao? Ngày cha em ép uổng gả em lấy chồng, em vì nặng lời ước hẹn với anh, nên em bối rối hết sức. Lúc ấy em chẳng khác nào như người chơi vơi ngoài biển. Em viết thư xin anh cứu em, anh không dễ mà dạy em coi phải làm sao, lại cũng không gửi thư trả lời. Phận em là gái, em cũng thế rồi, tự nhiên em phải co tay để cho cha đem bán em cho người ta mà lấy tiền chứ biết làm sao. Tôi mắc học làm sao mà về được, còn gửi thư cho cô tôi biết nói làm sao. Nếu tôi gửi thư rủi người khác họ nhận thì tôi mang họa chứ phải dễ hay sao? Cô đàn nghe mấy lời ấy thì nước mắt tuôn dầm về. Cô khóc một hồi rồi nói rằng: Bây giờ em mới biết anh không thương em. Nếu thiệt anh trọng chữ tình, anh trọng duyên nợ trăm năm thì anh đâu kể sự học. Anh có sợ gì tai họa chứ? Thầy Nhãn đứng lại đáp rằng: Cô nói tôi không thương cô à? Thiệt á, tôi không hiểu tại sao mà tôi thi đậu. Tại sao mà tôi còn sống đi làm việc được đó? Nói cho cô biết. Nếu anh thương em, sao hồi đó anh không ra tay cứu vớt em? Phận tôi không có cha mẹ, anh em gì hết. Tôi nhờ người ta nuôi mà cho đi học. Tôi phải học cho thành công, đặng khỏi phụ lòng người ta. Mà tôi lại nguyện học đến cùng, đặng đôi ta chung hưởng sung sướng với nhau. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi, mà đường sinh hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa. Hồi đó tôi cứu cô làm sao được mà cô biểu cứu? Miễn được phỉ nguyện thì thôi, giàu nghèo có cần gì. Em ở đợ em nuôi anh, em cũng vui lòng mà. Tôi làm trai, tôi đành chịu như vậy hay sao? Lúc cô lấy chồng tôi còn học có một năm nữa mà thôi. Nếu bọn cô thương tôi, cô kháng cự hẳn hồi, thì ai làm sao mà gả cô lấy chồng cho được? Có lẽ cô thấy thằng khách đó giàu, cô cũng bằng lòng, nên cha mẹ mới gả chứ. Anh nói chi những tiếng bất nghĩa như vậy? Những tiếng ấy làm cho em chết được chứ phải chơi đâu. Thuở này anh thấy có con gái nào cha mẹ gả lấy chồng mà dám chống cự không chịu về nhà chồng hay không? Theo phong tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu đến thế. Bị ép duyên hoặc sầu não tự giận mà chết, hoặc gần đến ngày chồng cưới trốn bỏ mà đi thì có. Hồi đó em cũng có tính tới hai việc ấy, nhưng mà em nghĩ hai việc ấy đều không nên làm hết thảy. Dại gì mà phải hủy mình? Hễ hủy mình thì làm sao mà trọn nguyện ước cho được? Còn trốn mà đi thì biết đi đâu? Con gái hễ ra khỏi nhà thì hư thân liền, có phải dễ đâu? Trong bà con thì em chỉ có người cô ở Vĩnh Long đây mà thôi. Vậy mà cô cũng ép gả em,
thì em còn mong nương dựa sao được. Xin anh nghĩ lại mà thương giùm thân em, chứ đừng trách em tội nghiệp. Thầy Nhãn chau mày, rồi cúi mặt, nói chậm rãi rằng: Nếu sợ thất hiếu với cha, thì đi tu. Cô đàn nghe hai tiếng đi tu, thì cô giật mình. Cô ngồi trầm ngâm một hồi, rồi cô thở dài mà đáp rằng: Hai, thì hồi đó bối rối quá, em không nghĩ tới việc đi tu. Mà nếu cạo đầu đi tu, thì làm sao sung hiệp cùng anh cho được? Tu niệm đặng chờ kiếp khác chứ. Anh nó hiểu như vậy thì phải lắm. Ngạc gì cái việc đó cao quá, em dối không tới. Em tổ thiệt với anh, hồi đó em tính thấp như vậy. Một bên thì hiếu, một bên thì tình, ơn sanh thành nặng nề. Thôi, em dâng lệnh cha mà lấy chồng cho trọn thảo với cha. Mà lấy chồng á, đó là lấy đỡ cho khỏi trái ý cha mà thôi. Chừng nào anh học xong rồi á, nếu anh không phụ em, thì em sẽ lập thế để chồng, đặng đôi ta sum hiệp cùng nhau, cho khỏi lỗi lời thề ước. Em tính như vậy á, mà mấy năm nay anh biệt tích, em không biết anh ở đâu mà kiếm. Thiệt em buồn rầu không biết chừng nào. Bây giờ cha em đã mất rồi, mà nay em lại được gặp anh đây nữa. Thảo em đã trả xong, tình em còn mang nặng, vậy anh liệu cho em phải làm sao? Xin anh dạy, anh muốn lẽ nào em sẽ làm theo liền. Thầy Nhãn kéo ghế ngồi ngang cô đàn. Thầy chống cánh tay trái trên bàn, rồi để cái trán vào bàn tay, trí bàng hoàng suy nghĩ. Cô đàn ngó thấy trân trân, đợi một hồi lâu mà không nghe thầy trả lời. Cô bèn nói rằng: Đôi ta thề nguyện rất nặng lời, tiếc gì lúc em bị ép duyên, anh mắc ham học, anh không cứu vớt em. Còn phận em thì em mắc gì chữ hiếu mà phải thất ước. Đôi ta đều có lỗi hết thảy, anh lỗi về ham danh lợi, còn em lỗi về khinh trinh tiết. Thôi, tại nhân duyên của mình phải trắc trở như vậy đó. Bây giờ chẳng nên phiền trách nhau làm chi, để lo gây cuộc trăm năm lại thì hay hơn. Thầy châu mày thở ra mà đáp rằng: Hồi sớm mơ tôi có nói với cô, bây giờ chúng ta gặp nhau phải làm lãng, chẳng nên nhìn nhau. Làm lãng sao cho được? Dầu không được cũng phải ráng, chớ lân la như vậy thì có tội lớn lắm cô ơi. Tội gì? Chúng ta ác chẳng khỏi tội tà dâm, là một cái tội ác khốn nạn lắm. Tội ác? Em chẳng còn biết sợ tội gì nữa hết. Vậy chớ hồi nhỏ em có phạm tội ác nào đâu, mà sao em phải sa địa ngục mấy năm nay đó? Thà em thoát khỏi cái địa ngục hiện tại đó cho rồi, chừng chết á, Phật trời muốn đày em vào địa ngục nào nữa tùy ý. Địa ngục hiện tại mới là địa ngục nè. Mình khinh khi người ta, mà mình phải ép lòng phụng sự người ta, phải ép lòng để cho người ta ôm ấp. Em ở vào cái cảnh như vậy đó, há không phải ở trong địa ngục hay sao? Ấy là nhân quả đó em. Có lẽ kiếp trước em với chồng thiếu sót sau đó, nên kiếp này em mới phải lấy chồng như vậy để trả nợ tiền kiếp. Anh nói đạo đức hoài, em buồn quá. Ở đời đạo đức là cây nêu để cho loài người nhắm mà đi, đặng khỏi sai vào đường quấy, không giữ đạo đức sao được. Đạo đức? Nếu thiên hạ biết làm theo đạo đức thì đâu có người mạnh hiếp kẻ yếu, đâu có người khôn gạt kẻ dại. Dì ghẻ em đâu có khát bạc em, cha em đâu có gả em cho chạch khách đặng lấy tiền. Em không cần đạo đức, mà em cũng không sợ tội lỗi gì hết. Mấy năm nay tuy em có chồng, song chẳng có giây phút nào mà em quên anh. Em nói thiệt với anh, vì đôi ta có thề nguyện với nhau, bây giờ gặp nhau em nhất định bỏ chồng theo anh, dầu phải mang tội gì em cũng không sợ. Cô nói như vậy thì quái lắm. Hồi nhỏ chúng ta khờ dại nên nhen nhóm cái lò lửa tình cho nó phát ra cái ngọn lửa thảm. Mấy năm nay đôi ta cháy lòng cháy dạ, nám mặt nám mày, mà đôi ta còn sống đây. Phận tôi thì tôi nhờ cái thuốc cầm thi, nó làm cho tôi khoai lãng. Còn phận cô nhờ cái cuộc gia thất nên quên được chuyện xưa. Thôi, lò lửa tình đã dục tắt được rồi, ấy là may lắm, chẳng nên nhen nhóm khêu gợi làm chi. Tôi xin cô, nếu cô thiệt thương tôi thì hãy cho lòng tôi yên tĩnh. Nếu cô biết trọng nghĩa thì hãy giữ tiết với chồng cho tròn. Còn những lời thề nguyện của chúng ta chẳng trọn, cái duyên nợ chúng ta rã rời, thì chúng ta phải ráng tu niệm cho thành tâm. Tu niệm kiếp này đặng kiếp sau sung hiệp. Chúng ta chẳng nên vì sắc dục mà nghịch lẽ trời, trái đạo làm người và phạm tội tà dâm. Tôi khuyên cô phải trở về với chồng cho tử tế,
đừng thèm tưởng đến tôi nữa, đừng tới nhà tôi làm chi. Cô nàng khóc tức tưởi mà nói rằng, bây giờ em mới biết anh không thương em chút nào hết. Hèn chi á, hồi đó em gửi thơ mà anh không về, mà anh cũng không thèm trả lời em luôn. Anh nó gạt em chi lắm vậy? Hồi nhỏ anh chấp mối tơ tình cho em làm chi, mà chấp rồi anh lại bước dứt đi. Anh có biết mấy năm nay em vì ai mà em đau đớn buồn thảm đêm ngày hay không hả? Tuy nay xét em đã nhơ nhuốc, nhưng mà tình của em đối với anh vẫn còn y nguyên. Em gặp được anh, em mừng hết sức. Là vì em tưởng anh cũng như em, anh không quên em, anh trọng tình hơn trọng xác. Té ra anh cũng như họ, anh là người ham danh ham lợi, không biết trọng cái tình. Anh làm bộ nhân nghĩa, anh bày chuyện tu hành, anh muốn cho thiên hạ khen anh là người đứng đắn. Còn thân em chìm nổi trong biển thảm, tan tác trong lò tình, mặc kệ em. Em hiểu rồi, anh độc lắm, anh phiền em, anh muốn cho em chết, đặng chức lời thề cho anh cưới vợ. Được rồi, anh muốn cho em chết thì em vâng, sống mà làm bận lòng anh thì không nên sống làm gì. Thà chết đặng thoát khỏi nhà chồng là cảnh địa ngục, chết đặng giữ cái tình là cái em quý trọng bấy lâu nay. Chết cho anh được tiếng khen là thầy thông đạo, chết cho anh an tâm mà du thú cầm thi của anh, rồi anh cưới vợ sanh con mà hưởng phú quý với thiên hạ. Cô vừa nói mấy câu sau, vừa đứng dậy men men ra phía trước, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Thầy chạy theo nắm tay cô mà hỏi rằng, cô hai, tôi lấy làm lẽ chánh đáng mà khuyên cô, sao cô lại gieo tiếng oan mà nói tôi muốn cho cô chết? Cô vịn hai tay vào vai thầy, cô úp mặt vào ngực thầy, cô vừa khóc vừa nói rằng, anh không thương em, thôi thì em chết phức cho rồi, chớ sống nữa mà làm chi. Thầy lắc đầu, rồi cũng choàng tay ôm ngang qua mình cô mà khóc. Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức đều tan rã hết. Lối 9 giờ tối, trời mưa lâm râm, gió thổi phay pháy. Thầy Nhãn khép cửa rồi nằm trên ghế sofa để dựa vách, tay ôm cây đờn mà khẩy, miệng ngâm. Mưa thu rỉ rả gió hay hay, nhớ khách chung tình, khách có hay. Cô đàn mình mặc áo mưa, đầu choàng khăn lạnh, xô cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà, rồi lần lại đứng phía đầu ghế chỗ thầy Nhãn nằm mà thầy không hay. Thầy cứ khẩy đờn mà ngâm tiếp rằng, tan hiệp nhân duyên ai nỡ khiến, thị phi miệng thế khó làm khoay. Thầy ngâm tới đó thì cô cúi mặt xuống, rồi hai tay ôm đầu thầy mà hôn trơ hôn trớt. Thầy buông cây đờn, kéo cô lại ngồi trong lòng thầy và hỏi rằng, làm sao ban đêm em lên được? Cô lột khăn và ngó thầy, cười mà đáp rằng, em mướn xe sông Mã em đi. Em nói sao với chồng em á mà em đi được? Nói đi Sài Gòn hồi sớm mơi rồi, đi bán lúa rồi bổ hàng về bán. Thầy nắm tay cô mà hôn hai ba cái, rồi nói rằng, em mướn xe em đi như vậy, không sợ thiên hạ họ hay rồi mang tiếng sao? Anh nó tưởng em dại lắm hay sao? Xe lên tới, em biểu ngừng ngoài chợ, em trả tiền, rồi em làm bộ vô mấy tiệm mua đồ một hồi á, em đi một khúc xa, rồi em mới kêu xe kéo mà vô đây chứ. Cô đứng dậy, cởi cái áo mưa dắt trên ghế, bước ra đóng cửa chặt, rồi dặn đèn lên cho sáng, rồi trở lại cùng ngồi trong lòng thầy, hai tay ôm mặt, cặp mắt nhìn trân trân, miệng cười chúng chím mà hỏi rằng, hôm nay lâu lên, em nhớ anh quá. Thầy giấu tay kéo cô xuống, hai mặt kề nhau, rồi thầy nói, em hỏi kỳ quá, nếu qua không thương em, thì có đâu qua mang tội tà dâm như vậy. Cô dùng buông thầy ra mà nói rằng, rõ ràng anh không thương em, bởi vì nếu anh thương em thiệt tình thì có đâu mà anh lại kể chánh dâm hay tà dâm. Thầy chau mày, xong gượng cười mà đáp rằng, chồng của em chàng ràng trước mặt qua hoài, ngày cũng như đêm, qua không thể nào quên được, vì chữ tình mà đôi ta phạm tội nặng lắm em ơi.
Xa em thì qua thương nhớ, mà gần em thì qua ăn năn vô cùng à. Cô nghe mấy lời thì cô ngồi lặng thinh. Thầy hỏi rằng: đôi ta gần nhau mấy tháng nay, vậy mà chồng của em có tỏ dấu gì nghi ngờ chút nào hay không? Không. Cô ngồi trơ trơ mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô dục nói rằng: hai, em hiểu rồi. Tại chồng của em nên anh không thể thương em cho hết tình được. Hễ đôi ta gần nhau thì có chồng của em đứng giữa hoài, cái hình của chồng em phải tiêu mất thì đôi ta mới vui vẻ mà hưởng hạnh phúc như vậy được. Em nhất định ở luôn trên này với anh, không thèm về Ngã Tư nữa. Chồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặt họ. Miễn là đôi ta phỉ tình thì thôi. Hễ anh thương em thì em không kể việc gì hết. Thầy nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy mà nói rằng: em đừng có nói liều mạng như vậy, không nên. Ôi, giàu nên giàu hư cũng một đời mà thôi. Đôi ta có thể ước nặng lời, tại người ta phân rẽ duyên nợ đôi ta nên mới đến nỗi này. Gần nhau mà không đặn vui vẻ chi hết. Nếu em mang tội có chồng mà lại lấy trai thì cái tội ấy tại ai chứ không phải em đâu. Cũng tại mình nữa chứ. Em quên rồi hay sao? Hồi mới gặp nhau em có nói đôi ta phân rẽ nhau, một là tại qua ham danh lợi, hai là tại em khinh trinh tiết. Lời em nói đúng đắn lắm. Mình phải nhận lỗi của mình, chớ đổ lỗi cho người khác sao được. Em nhất định rồi, bề nào em cũng không ở với chồng em nữa được. Em lấy chồng có hôn thú đủ phép, em bỏ chồng về ở với qua. Chồng em nó thư với tòa thì chúng ta đều bị án gian dâm chứ phải chơi sao? Bị chết chém em cũng không sợ nữa. Thầy ngồi thở ra, trong lòng rất bối rối, nửa khoan khoái về tình, nửa băn khoăn về tội. Cô thấy buồn, cô choàng tay qua cổ thầy và kề mặt nói nhỏ rằng: thôi, anh đừng buồn chi hết, để thủng thẳng rồi sẽ tính. Bây giờ gặp nhau mình phải vui vẻ, đặng trừ những lúc thương nhớ chứ. Thầy ngồi ngó ngọn đèn trơn trơn, không nói tiếng chi hết. Cô nói tiếp rằng: em có chữa rồi, có chữa đó, là con của anh đó. Thiệt như vậy mà phải tin lời em, đừng nghi chi hết. Thầy ngó cô lắc đầu đáp rằng: nếu thiệt như vậy thì tội ác còn lớn hơn nữa. Cô cười mà nói rằng: anh cứ nói tội hoài à, thầy kệ mà, miễn là mình được sum hiệp thì thôi, hơi nào mà sợ tội. Qua là người có học, qua biết xét phải quấy, không sợ tội làm sao cho được em. Anh có sợ tội thì thôi, anh làm như vậy, anh bỏ, đừng thèm làm thầy thông thầy ký nữa. Em cũng bỏ chồng em, rồi hai đứa mình dắt nhau lên Thất Sơn hoặc Trà Lơn, kiếm một đỉnh núi thiệt kín đáo ở mà tu với nhau. Anh chịu như vậy hay không? Em tính cái đó thì hay, mà tu chung với nhau thì làm sao mà thành chánh quả cho được. Thành giống gì? Ở thế gian đôi ta gần nhau, anh sợ tội thì mình lánh thiên hạ lên núi ở, đặng mình thông thả mà yêu thương nhau vậy thôi chứ. Nếu vậy thì tu giống gì? Đó là tu chơi sao? Hy vọng của em là muốn đôi ta sum hiệp trọn đời, chừng chết rồi mình thành giống gì cũng được. Em muốn sum hiệp mà em bày như vậy thì qua sợ e phải phân ly chứ không được sum hiệp đâu. Sao vậy? Ở giữa xã hội mình bị phong hóa ràng buộc, mình không sum hiệp được thì mình trốn lên non cao rừng rậm mình sum hiệp với nhau, có cái gì mà phân ly mình được nữa. Duyên nợ tại trời đỉnh, chứ không phải muốn mà được đâu em. Kiếp này đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum hiệp nhau lâu dài được, ấy là tại đôi ta không có nhân duyên. Vậy đôi ta phải ráng mà chịu khổ về nỗi phân ly, hoặc may kiếp khác đôi ta sẽ được sum hiệp. Chớ đôi ta vì tình dục mà kéo đuổi với nhau như vậy hoài thì chẳng những là không được sum hiệp mà sợ e còn phải phân ly nhiều kiếp lắm em. Anh nói đạo đức quá, hồi nào theo hồi ấy, hơi nào mà lo xa như vậy. Đợi kiếp khác biết có gặp nhau hay không. Thôi, kiếp này mình tính sum hiệp phước cho xong, kiếp sau làm sao cũng được. Em nói ngang tàn quá, không kể trời Phật chi hết. Trời Phật ở đâu? Nếu có trời Phật thì đôi ta có phân rẽ như vậy đâu. Nếu có trời Phật thì em vô tội mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vậy? Có lẽ tại mình lén cha mẹ mà thương yêu nhau, thề nguyện với nhau,
nên trời Phật mới phạt mình phải biệt ly đó em. Phạt mấy năm nay đã vừa rồi, bây giờ phải tha, đặng cho người ta sum hiệp, cho khỏi mắc lời thề chứ. Có lý nào mà phạt trọn đời người ta lận? Là tòa mà cũng tùy tội nặng nhẹ mà phạt 5-7 tháng hoặc 1 năm, chứ có phải hễ phạm tội thì kêu án chung thân hết thảy đâu. Anh làm thông ngôn tòa, anh rõ việc đó chứ. Thầy nghe mấy lời tức cười, lắc đầu rùng dai, rồi đốt thuốc mà hút. Cô đi rót nước uống, rồi hai người dắt nhau vô bộ ván phía trong mà nằm. Thầy Đờn và dạy cô ngâm nho nhỏ. Ngoài hiên, giọt mưa vẫn còn rỉ rả, ngọn gió vẫn còn lao rao. Đến sáng, cô đàn mới mướn xe trở về ngã tư, mà đêm sau cô cũng lên nữa, và cũng ở sáng đêm với thầy, lúc mê mẩn vì tình, lúc thở than vì phận. Lần sau, lúc sửa soạn về, thì cô khóc mà nói rằng: "Ngày mai chắc chồng em về, hễ nói dễ thì em lên nữa không được, phải tính làm sao, chứ nếu ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy thì em chịu sao nổi." Thầy thở ra mà đáp rằng: "Vậy chứ phận qua đây lại dễ chịu lắm hay sao?" Đêm sau nữa cô không lên, thầy chắc là chồng cô đi Sài Gòn đã về rồi. Cách một tuần lễ, một buổi sớm mơi, quan biện lý cho hầu, thầy Nhãn đứng thông ngôn, hương quản chợ ngã tư vào hầu và trình một tờ phúc bẩm. Thầy Nhãn dịch tờ ấy cho quan biện lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng: "Bành Nghiệp là phó bản trưởng Triều Châu, người buôn bán lớn ở chợ ngã tư, đương mạnh mẽ như thường, chẳng hiểu gì cớ nào, hồi đầu hôm giật mình giật mẩy lăn lộn 1 giờ đồng hồ, rồi chết." Hương quản dây chánh lục bộ hay tin, bèn đến khám xét, thì thấy mình mấy Bành Nghiệp bầm đen, nhất là phía sau lưng và tay chân. Hương quản nghi Bành Nghiệp trúng thuốc độc, nên giữ gìn tử thi không cho tẩm liệm, để chạy tờ phúc bẩm giải lệnh tòa. Thầy Nhãn dịch tờ phúc bẩm rồi thì thầy biến sắc. Quan biện lý dạy hương quản về giữ tử thi, đừng cho ai động đến, đợi ngài xuống khám nghiệm tra xét, rồi ngài sẽ định đoạt. 2 giờ chiều, ban quản lý, quan thẩm án, quan lục sự với quan thầy thuốc ngồi xe xuống ngã tư. Thầy Nhãn phải theo làm thông ngôn, hương quản đón rước, rồi dắt lại tiệm Bành Nghiệp. Khi các quan bước vô tiệm, cô đàn chắp tay cúi đầu chào. Chồng chết mà cô không khóc, lại mặt mày cô tái lét. Thầy Nhãn không dám ngó cô, lại sắc mặt thầy nghiêm nghị lắm. Quan thầy thuốc khám tử thi, bàn luận với hai quan tòa, rồi sửa soạn mổ mà coi tỳ vị. Quan thẩm án liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn dạy hương chức, đòi vợ Bành Nghiệp lại đứng trước mặt quan thẩm án mà khai. Thầy Nhãn thông ngôn hỏi tên họ, tuổi, cha mẹ và nghề nghiệp của cô đàn, rồi thầy hỏi rằng: "Ở trong tiệm đây hết mấy người, kể tên từng người coi." Bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú thêm đứng bán đồ và chị cải coi nấu ăn sâu bếp, chớ có ai nữa đâu. Chồng thêm có nhà riêng nữa hay không? Bẩm không, vợ chồng tôi ở lại tiệm đây, song chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông. Bên chành lúa có 4 người coi mua bán lúa. Mấy người ở bên chành lúa đó An Nam hay là khách trú? Bẩm, 2 người An Nam, 2 người Triều Châu. Cô làm vợ chồng với Bành Nghiệp được mấy năm rồi? Cô đàn nghe thấy Nhãn hỏi tới câu đó, thì cô ngó thầy chúng chím cười. Thầy trợn mắt nạt rằng: "Quan lớn hỏi, sao không trả lời mà lại hí hởn? Vui lắm hả?" Bẩm, vợ chồng ở với nhau 5 năm rồi. Vợ chồng có hôn thú hay không? Có. Ở với nhau có con hay không? Cô đàn chúng chím cười nữa và đáp nho nhỏ rằng: Không có. Quan thẩm án dây qua nói với thầy Nhãn rằng: "Cô này chồng chết mà coi bộ không buồn." Ngài hỏi tiếp nữa: "Cô nhớ coi, chồng của cô mấy tháng nay có gây gổ thù oán với ai hay không?" Bẩm không. "Buôn bán không có rầy rà với ai hay sao?" Bẩm, không biết có hay không, tôi không thấy. "Còn ở với tôi tới bạn bè trong tiệm, chồng cô có hay rầy hoặc là đánh đứa nào hay không?" "Có khi giận cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được." "Cô nhớ kỹ coi, tôi tới trong nhà có đứa nào giận chồng cô hay không?" Bẩm, cái đó tôi không hiểu. "Ngày hôm qua chồng cô có đi đâu hay không?" Bẩm không. "Cô chẳng nên trả lời bướng, cô phải suy nghĩ lại. Không lẽ tối một ngày hôm qua
chồng cô ở nhà hoài. Bẩm, cũng đi trong chợ này, hoặc qua bên chành lúa chứ. Ừ, chớ sao cô nói không đi đâu hết. Tôi tưởng hỏi cô đi đâu xa hay không. Quan Thẩm Án ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỏ đi, lại đứng với quan biện lý mà coi quan thầy thuốc mổ tử thi. Cô đang khoanh tay, đứng giữa bên thầy nhãn mà thầy làm lơ. Hình như thuở nay không biết cô, thầy không ngó cô và cũng không nói tiếng chi nữa hết. Một lát, quan thẩm án trở lại với quan biện lý mà nói rằng: Bành Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo trà, trong bao tử còn bằng cớ rõ ràng. Thầy nhãn châu mày sụ mặt, cô đàn khoanh tay ngó, ngó xuống đất, mặt tái xanh. Quan thẩm án biểu hỏi cô rằng: Chiều hôm qua, chồng cô ăn cơm nhà hay là ăn ở đâu? Bẩm, ăn ở nhà. Ăn với ai? Dạ, ăn có một mình. Cô không có ăn hay sao? Chiều hôm qua tôi đau bụng nên tôi không ăn cơm. Vậy ai nấu cơm và dọn ăn đó? Bẩm, chị cải. Hôm nay vợ chồng cô có xích mích rầy rà với nhau về chuyện gì hay không? Bẩm, không. Quan thầy thuốc khám nghiệm thì chồng cô bị thuốc độc rõ ràng, thuốc bằng pháo trà. Vậy mà cô có nghi cho ai bỏ thuốc độc hại chồng cô đó hay không? Bẩm, có biết ai đâu mà dám nghi. Không biết chừng chồng tôi buồn rầu, lén uống pháo trà mà chết. Chồng cô có việc gì buồn rầu hay sao? Bẩm, tôi không rõ. Tôi nói đó là nghi ngờ mà thôi chứ. Tại sao mà cô nghi ngờ vậy? Bẩm, chồng tôi buôn bán lớn, việc lời lỗ tôi hiểu sao được. Lại nữa, bên tàu có thư qua thư lại hoài, tôi không biết chữ tàu, tôi có hiểu đâu. Quan thẩm án biểu đòi thị cải là người ở nấu ăn trong nhà ra ngoài tra hỏi. Thị cải mắt lục đục dưới bếp tối ngày nên không biết việc chi hết. Mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, chẳng thấy chi lạ. Những lời khai của chị ta không có chi giúp cho tòa được. Quan thẩm án mới kêu chú Trần thêm là khách Triều Châu đang đứng bán hàng trong tiệm lại mà lấy khai. Ngài hỏi dòng do một hồi rồi hỏi rút rằng: Chú ở trong tiệm, vậy mà chú có biết vợ chồng Bành Nghiệp thuận hòa với nhau hay không? Ờ, không có thuận mà, rầy rà với nhau hoài. Tại sao mà rầy? Hôm trước ông Ban đi Thầy Gòn mấy bữa, vợ ở nhà bỏ đi đêm, ông Ban về ông Ban hay, ông Ban rầy chứ. Ghi chú: Thề Gòn, giọng đọc của người Tàu, tức là chợ lớn. Vợ chồng có đánh lộn hay không? Ồ, có chứ, ban đêm gây lộn rồi đánh lộn mà. Có thưa tới làng hay không? Ồ, không có, rầy trong nhà vậy mà. Thuở này có hay gây lộn như vậy hay là mới gây từ hôm đi Sài Gòn về đó? Ồ, thuở này có rầy rà hoài, mà không có đánh lộn, từ hôm đi Thầy Gòn về mới đánh lộn chứ. Chú có bà con với Bành Nghiệp hay không? Ờ, không có bà con, người một nước vậy mà. Quan thẩm án kêu cô đàn lại, cho đối diện với Trần thêm. Ban đầu cô chối, cô nói vợ chồng hòa thuận luôn luôn. Quan thẩm án hỏi riết, lại bị Trần thêm nói quả quyết rõ ràng quá. Cô không thể chối được nữa. Lúc này, cô mới chịu vợ chồng có rầy lộn. Xong cô nói rằng, sự rầy lộn ấy sơ sài mà thôi, chẳng có chi đến nỗi phiền lắm. Quan thẩm án nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng: Chồng cô có ghen hay không? Bẩm khách trú có vợ An Nam, người nào mà không ghen. Hồi nãy Trần thêm khai rằng lúc chồng cô đi Sài Gòn, cô bỏ tiệm đi 2-3 đêm, chồng cô về hay chuyện ấy nên mới rầy. Cô đi đâu đó vậy? Bẩm tôi nghe cô tôi ở trên Vĩnh Long đâu, ban đêm nghỉ buôn bán nên tôi đi thăm. Tôi đi có một đêm, chú thêm nói láo đó, chớ có đi đâu mà tới 3 đêm. Cô đàn đứng khai câu ấy mà mắt cô ngó thầy Thông Ngôn trân trân, thầy nhãn ngó chỗ khác. Quan thẩm án hỏi nữa rằng: Cô nói cô đi thăm người cô ở trên Vĩnh Long là ai vậy? Bẩm, cô của tôi là Lý Thị Khương, vợ của Cai Lục Lộ Bền. Quan thẩm án gật đầu, ngài bàn nghị với quan biện lý rồi kêu Hương Quản mà dặn rằng: Tử thi của Bành Nghiệp thì cho phép gia quyến nó lãnh mà chôn được. Hương Quản phải bắt giam Trần thêm với thị cải tại nhà liền bây giờ, rồi sáng mai giải hai người ấy lên tòa cho tôi hỏi lại nữa. Ngày qua nói với cô đàn rằng: Còn cô thì tôi để cô thông thả, tạm mà lo chôn cất cho chồng. Xong cô không được phép đi đâu, hễ có trác tòa đòi, cô phải đến hầu.
hai quan tòa với thầy thuốc lục sự thông ngôn lên xe mà về. Thầy Nhãn về nhà, chiều bữa ấy thầy ăn cơm không được. Trời vừa tối thì thầy thơ thẩn đi ngoài đường. Thầy lựa mấy đường vắng vẻ mà đi, đặng còn suy nghĩ. Mà vì trong lòng thầy cứ hồi hộp, trong trí thầy cứ bàng hoàng, nên thầy không suy ra việc gì hết. Đã khuya rồi, xe hết chạy, người hết đi. Thầy đi vòng ra tới cầu tàu Lục Tỉnh. Thầy đi đã mỏi chân, nên tạm ngồi trên một cái băng đá mà nghỉ. Trên trời dần trăng vằn vặt, trước mặt dòng nước mênh mông, gió thổi hiu hiu phớt vạt áo, cuộn sóng dòng sông. Trên đầu cồn đèn đánh cá lờ đờ trôi nổi. Thầy Nhãn ngồi ngắm cảnh, xét việc mình. Bành Nghiệp chết, việc đó có phải tại mình hay không? Bởi vì ghen nên giận uống thuốc độc mà chết, hay là vì vợ muốn rảnh chân nên phục thuốc độc mà giết chồng? Hồi chiều đi về dọc đường, quan biện lý tỏ ý nghi Bành Nghiệp ghen nên tự vẫn. Còn quan thẩm án lại nghi cô đàn bị chồng đánh chửi, nên cô dùng pháo trà bỏ vô cơm nước mà thuốc chồng. Hai cái lý ấy, cái nào cũng có thể tin được hết. Vậy mà cái nào trúng? Cái nào trúng mình cũng có tội hết thảy. Nếu Bành Nghiệp ghen mà tự giận thì tại nơi mình, mà cô đàn giết chồng thì cũng tại nơi mình. Bề nào mình chối cũng không được. Quan trên đổi mình về đây làm chi mà sanh ra điều rắc rối như vậy? Sao bữa đầu cô đàn lại nhẹ, mình không kháng cự hẳn hồi, để cô lân la làm chi, nên bây giờ phải mang họa. Thầy Nhãn nhớ tới tánh khí của cô đàn. Cô là một gái tình sâu xia, tánh nóng nảy, gặp nhau đêm chót. Lúc ra về, cô khóc mà nói rằng: phải tính làm sao, chứ ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy thì em chịu không nổi. Cô lại thường nói, ở trong nhà chồng ấy là ở trong địa ngục. Miễn xung hiệp thì thôi, dầu chém hết cũng không sợ. Kiếp này tính xung hiệp phức cho xong, rồi kiếp sau ra làm sao cũng được. Thầy nhớ những lời ấy thì trong lòng thầy lạnh ngát, cặp mắt thầy ướt dầm. Cô đàn vì nặng tình với mình mà phải mang tội giết chồng hay sao? Trời đất ơi, nếu thiệt như vậy thì còn gì mà kể. Thầy ngồi tại tàu cầu quá nửa đêm, rồi thầy thủng thẳng đi về. Mà về nhà thầy ngủ cũng không được. Sáng bữa sau vô tòa, thầy làm đơn trình với quan biện lý mà xin đổi về Sài Gòn. Diện lẽ đau trái tim nên cần phải về kinh thành mà uống thuốc. Hương quản ngã tư giải trần thêm giấy thị cải vô, tức thì quan thẩm án làm giấy giam liền chứ không hỏi nữa. Ngài lại dạy thầy thông ngôn giết trác đội cô đàn ba bữa phải đến hầu. Tới bữa đó người nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới xin về. Thầy Nhãn đóng cửa nằm trong nhà, đèn dặn lô lô. Cách một lát, thầy nghe có tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Thầy hỏi: ai đó? Không nghe tiếng trả lời mà lại nghe tiếng gõ nữa, thầy ra mở cửa. Cô đàn chung vô, cô dớn dác rồi hỏi: anh nấu ăn còn ở trong nhà hay không? Thầy lắc đầu, cô đóng chặt cửa lại, rồi ngồi trên một cây ghế, tay chống trán mà khóc và nói nhỏ nhỏ rằng: vì em quá thương anh, em không kể chi hết nên phải phạm tội như vậy đó, xin anh cứu giùm em. Thầy Nhãn vừa nghe mấy lời thì thầy la rằng: té ra em giết. Rồi thầy đứng ngó cô đàn trân trân, nghẹn cổ nói không được nữa. Cô đàn cũng không nói nữa, cô cứ ngồi khóc rấm rớt. Thầy Nhãn ngồi dựa ngửa trên cái ghế sofa, rưng rưng nước mắt. Cách một hồi lâu, thầy chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: em có biết việc của em làm đó đại ác hay không? Hôm trước giữa đôi ta thì có chồng của em. Kể từ nay giữa đôi ta lại có một cái thây ma, làm sao mà xung hiệp với nhau cho được? Chẳng những kiếp này bị tội đại hình mà thôi, mà lại còn phải mang quả báo về kiếp sau nữa. Khốn khổ biết chừng nào. Cô đàn đứng dậy, đi lại ngồi gần một bên thầy mà nói rằng: xin anh thương giùm thân xác em. Việc em làm đó, bây giờ em biết tội lớn lắm, nên em ăn năn vô cùng. Xin anh đừng có trách em mà làm đau đớn thêm cho em nữa. Thầy Nhãn lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Cô đàn nói tiếp rằng: em là người cuồng trí,
thương anh mà gần không được, tức giận mà không biết làm sao. Hôm nọ chồng em đi Sài Gòn về, chú Thêm học với nó rằng em bỏ nhà đi mất 2 đêm, nó nổi ghen rầy rà. Em cự lại với nó, nó giận, nó đánh em mấy bóp tai. Cái ghét của em nó trở ra cái oán, em giận vô cùng. Thế rồi em không kể tội Phước quấy phải chi nữa hết. Em lấy pháo trà trong tiệm bán đó, em đâm nhỏ, lén trộn trong cơm. Chồng em không về, nó ăn cơm, nên nó mới bị hại đó. Xin anh đừng lo, việc em làm đó một mình em biết mà thôi. Trong nhà không có ai thấy hết. Còn em tỏ thiệt đây là tỏ với anh, chứ em được trác tòa đòi hầu rồi. Bữa lên tòa, em cũng chối hoài, dạy gì mà khai thiệt. Hôm qua chú Thêm khai rằng em bỏ nhà đi 2-3 đêm. Tòa hỏi em đi đâu, em khai rằng em đi thăm cô em đâu. Em sợ tòa đòi cô em mà gạn hỏi, nên hồi chiều em có ghé mà dặn cô em rồi. Đặng hễ tòa có hỏi thì cô em khai cho ăn rập. Vậy việc đó em xin anh đừng lo. Em nói thiệt, vì em thương anh nên em mới thành gái giết chồng. Việc đã lỡ rồi, dầu em phải bị hình phạt nặng nề đến thế nào, em cũng cam tâm mà chịu một mình. Em thề quyết chẳng bao giờ em cho người ta nói tới tên anh trong vụ án này. Em đến đây là vì em muốn nói với anh một chuyện. Cô đang nói tới đó thì cô dở dạt áo trước lên. Cô mò trong túi lấy ra một gói bao bằng giấy nhật trình, rồi cô đưa thầy Nhãn mà nói rằng: xin anh làm ơn cất giùm gói bạc này cho em. Ấy là bạc trong tủ sát. Khi chồng em chết rồi, em mở tủ lấy ra giấu nó, được 13.000 đồng. Anh cất giùm, nếu tòa có bắt mà giam em, thì xin anh lấy một mớ trong số bạc đó, mướn trạng sư bào chữa cho em. Nói cùng mà nghe, dĩ như em phải bị tòa kêu án đày em, hoặc chém em, thì bạc còn lại bao nhiêu, anh cứ lấy mà xài, chẳng cần phải để dành mà đợi em. Thầy Nhãn co tay né mình, rồi đứng dậy nói rằng: không được, em đã làm cho qua đồng lõa về tội sát nhân, rồi bây giờ em còn muốn cho qua phải đồng lõa về tội cướp giật nữa hay sao? Cô đàn châu mày ngó thầy, rồi giơ lên muốn níu tay áo thầy. Thầy xô tay cô rồi bước gian ra. Cô đứng dậy ngó ngay thầy mà nói rằng: té ra anh hết thương em rồi, đã hết thương mà còn oán em nữa sao? Thầy đứng trơ trơ không trả lời. Cô ngồi lại trên ghế, hai tay bụng mặt mà khóc. Cô than nhỏ nhỏ rằng: mấy tháng nay, mỗi lần đôi ta gần nhau, em để ý dòm coi, anh đương vui vẻ gian díu, rồi anh lại ngơ ngẩn buồn lo. Dường như bóng trăng đang tỏ rạng một lát, lại có dần mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo, đó là tại anh nhớ tới phận em có chồng. Dần mây làm cho bóng trăng lu lờ đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có dần mây ấy nữa. Em tính bỏ chồng về với anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ. Em cuồng trí mà làm việc độc ác. Bây giờ anh thấy em, anh lại ghê gớm, em biết làm sao? Bây giờ em mới tin chắc rằng đôi ta không có nhân duyên với nhau. Phải, ngày trước anh nói phải lắm. Tại em không nghe lời nên mới rắc rối như vậy nè. Cô ngồi cô nói mà nước mắt chảy dầm về. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế dựa vách, tay chồng lên trán mà nói rằng: bây giờ chẳng nên tính việc chi nữa hết, phải lo đền tội rồi tu niệm cho dày công, thì hoặc may mới chuộc tội một chút đỉnh đặng chăng. Cô đáp rằng: em xin dâng lời anh, em không dám cãi nữa. Cô lấy gói bọc bỏ vào túi, mở khăn lau nước mắt, rồi đứng dậy và bước lại cửa, nói rằng: Em xin từ giả anh, kiếp khác sum hiệp cùng nhau. Rồi cô dục dạc không chịu mở cửa. Cô đứng ngẫm nghĩ, rồi cô trở lại chỗ thầy ngồi mà nói rằng: còn phận em đương cô thay ngén đây, anh tính lẽ nào? Em nói thiệt, em có thai đó là dấu tích của anh. Thầy thở dài mà đáp rằng: qua có quyền gì mà can thiệp vào việc đó cho được. Em nói thì qua tin, nhưng mà dầu con của qua đi nữa, luật cũng không cho qua nhìn biết. Vậy qua xin phú thác cho em, dầu thế nào cũng phải dạy dỗ nó cho có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi sai vào đường mê như đôi ta vậy. Cô gật đầu nói rằng: em xin dâng, em sẽ hết lòng lo cho nó. Cô nói dứt lời thì cô quậy quả lại cửa mà đi tuốt. Thầy ngó theo cô, nước mắt
tuôn dầm về. Cách 3 ngày sau, cô đàn đến hầu quan thẩm án theo như Trác dạy. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về. Xong thì cả dây Trần Thêm cũng còn giam. Quan thẩm án còn đương đòi hỏi tùm lum nhiều người ở chợ Ngã Tư thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn. Phan Thanh Nhãn lên tùng sự tòa án Tây Ninh. Thầy Nhãn được đổi giấy thì quan thẩm án làm giấy giam cô đàn về tội phục độc dược mà giết chồng. Thầy hay tin ấy thì thầy ngẩn ngơ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô đàn phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội ác ấy. Bởi vì theo lẽ trời cũng như theo luật người, hễ cô vay thì phải trả, không trốn đâu cho khỏi được. Mà cái tội ác của cô đàn phạm đây gốc ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúng bếp lửa tình trong lòng cô. Mình làm cho cô cuồng tâm loạn trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa. Nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy, tội của cô làm cũng là tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái ốc khiến. Bây giờ ra trả nợ oan trái ấy, há mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết gánh vác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô không ai hiểu thấu. Nhưng mà dầu người ta không hiểu, chớ trời đất há không biết hay sao? Cái nợ oan trái này, mình không thể trốn đâu cho khỏi. Trước sau gì, mình cũng phải trả phức cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình hủy cái kiếp lao đao này thì hoặc may kiếp sau mình mới được khoan lạc. Thầy nghĩ như vậy rồi, thầy nhất định ra khai thiệt với tòa. Dầu phải chịu hình phạt gì thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những khoản nào? Ra trước mặt tòa, mình nhận rằng hồi nhỏ mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô đàn. Mấy tháng nay tuy cô đàn đã có chồng khác rồi mà mình còn tư tình với cô. Sau đấy bành nghiệp đi Sài Gòn, cô đàn có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt thì bất quá khai bao nhiêu đó mà thôi, chứ chuyện cô đàn phục độc dược mà giết chồng, mình không hay, mình không xúi thì mình khai sao được? Dầu cô có đem việc ấy mà tỏ riêng cho mình biết đi nữa, ấy là vì cô nàng chữ tình với mình nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ mình đành đem những lời tâm huyết của cô mà cáo cô hay sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên. Mình làm như vậy chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm rồi, lại làm cho lương tâm lem luốc nữa. Thầy suy đi xét lại, cân phải giống quấy trót một đêm. Rồi sáng bữa sau, thầy vào phòng quan thẩm án mà tỏ thiệt là thầy có tư tình với cô đàn. Quan thẩm án mới nghe thầy khai thì chân hửng. Ngài hỏi một hồi rồi nghi thầy đồng lõa với cô đàn về vụ dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Hỏi về khoản đó thì thầy thề thốt rằng chẳng bao giờ thầy có xúi làm chuyện ác như vậy. Mà cô đàn có giết chồng hay không thì thầy cũng không hiểu. Quan thẩm án làm giấy giam thầy Nhãn về tội tình nghi đồng lõa với cô đàn dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng cứ khai như bữa đầu. Còn cô đàn thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai rằng cô vô tội. Có lẽ chồng cô hay cô có ngoại tình nên ghen tuông rồi uống thuốc độc mà chết. Tuy tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng cớ, song bởi vì thầy Nhãn chịu có tư tình với cô nên tòa nghi ngờ mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô đàn về tội dùng thuốc độc mà giết chồng, còn thầy Nhãn về tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xử thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô đàn tận tâm, diện đủ lẽ, đọc đủ luật, chịu cô đàn có ngoại tình. Xong kết luận Bành Nghiệp vì ghen nên uống thuốc độc tự tử chứ không phải vợ giết. Tòa lên án tha bổng thầy Nhãn. Còn cô đàn tuy không đủ bằng cớ cô dùng thuốc độc mà giết chồng, xong 2 vị hội đồng thẩm án An Nam tỏ ý nghi, quyết cho cô phạm tội ấy và xin tòa phải trừng trị mà răn ác phụ, nên tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô đàn ngồi nghe tòa đọc án mà cô không đổi sắc, không tỏ dấu oan ức. Thế rồi 2 vị trạng sư bước lại hỏi dò coi ý cô muốn chống án về tay đặn xin phá án hay không, thì cô bình tĩnh đáp rằng: "Thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dâng chịu hết, dầu xử tử tôi cũng không chống án." Mãn giờ, lính giác cô trở xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó thì cô kêu mà nói dối rằng:
Nợ trái oan kiếp này em sẽ trả xong. Em hứa chắc với anh rằng em sẽ tu niệm đặng kiếp sau đôi ta sum hiệp. Thầy Nhãn đứng ngẩn ngơ.